Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến nghe những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 15 tháng 6. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal xác định cái tên thay Benjamin Sesko. Chris Nelson mong muốn ra đi. Lý do từ bỏ Ivan Toney và Victor Osimhen. Nghi vấn Thomas Partey tiếp tục gắn bó với Arsenal. Arsenal nghiêm túc với João Neves. Một cái tên bày tỏ nguyện vọng ra đi. Đêm qua theo giờ Việt Nam, nhà báo David Ornstein xác nhận tiền đạo Chris Nelson đã gửi thông báo đến Arsenal rằng muốn tự mình đánh giá những lựa chọn cho việc chuyển nhượng trong hè năm nay. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhiều câu lạc bộ đã đặt vấn đề với Nelson nhưng bị Arsenal từ chối vì họ đang ở trong cuộc đua vô địch. Hiện cầu thủ 25 tuổi đang nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ như là Crystal Palace, Fulham, Nottingham Forest hay là West Ham. Được biết, ban lãnh đạo của Arsenal tôn trọng quyết định của Nelson và ra giá 20 triệu bảng gồm có phí cộng với các điều khoản bổ sung cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ tiền đạo người Anh, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2027. Ở một diễn biến khác, theo nhà báo Fabrice Hawkins của đài AMC Sport, huấn luyện viên Didier Deschamps và các cộng sự đang cân nhắc trao cho William Saliba một suất đá chính tại Euro năm nay. Lý do Arsenal từ bỏ Ivan Toney và Victor Osimhen. Bất chấp những tin đồn từ Italia, tài khoản Team News Antics vẫn khẳng định thương vụ Victor Osimhen chuyển đến Arsenal là không thể xảy ra bất chấp những tin đồn. Theo nhà báo Ed Adams, cả Arsenal lẫn Chelsea đều có những lý do để e ngại về thương vụ này. Anh chia sẻ, vấn đề duy nhất có thể là điều khoản giải phóng khổng lồ trị giá 120 triệu euro mà các câu lạc bộ phải đưa ra, trong đó Al Ahly ở Ả Rập Xê Út hiện được cho là đang dẫn đầu. Bất chấp sự quan tâm lâu dài từ Premier League, Arsenal và Chelsea vẫn có thể cố gắng tham gia, nhưng có thể buộc phải chuyển sự chú ý sang những giải pháp thay thế rẻ hơn. Ngoài ra, nguồn tin trên cũng hé lộ do Arsenal rút lui khỏi thương vụ Ivan Toney, dù đã từng rất quan tâm trong quá khứ. Đội ngũ của Arsenal không thích Toney, họ đã có vài buổi gặp mặt hồi đầu năm và rồi không thích con người của cậu ấy. Khi Toney ký hợp đồng với công ty đại diện mới vào tháng 8 năm ngoái, họ đã hỏi cậu ấy muốn những gì. Cậu ấy chia sẻ muốn quay lại thi đấu, trở lại đội tuyển Anh và khoác áo một câu lạc bộ lớn, tốt nhất là Arsenal. Cậu ấy thấy mình phù hợp với vị trí số 9, cậu ấy tin mình sẽ ghi rất nhiều bàn thắng và phù hợp với hệ thống của Arsenal. Sau đó họ gặp cậu ấy, rồi hoàn toàn không thích Toney. Với Toney, có rất nhiều dẫn chứng về một tính cách mà bạn có thể mường tượng được rằng Mikel Arteta không muốn có trong đội hình. Tôi không nghĩ giờ Arsenal sẽ ký với một số 9 nào khác. Khi tôi nhận được danh sách mục tiêu của Arsenal vào hồi đầu năm, số 9 đó chính là Alexander Isak. Tuy nhiên, chúng ta nhận thức được thương vụ đó rất khó xảy ra. Cần lưu ý rằng Isak có thể đá cánh, vẫn có thể chơi cạnh Kai Havertz. Arsenal nghiêm túc với viên ngọc Bồ Đào Nha. Theo nhà báo Charles Watts, Arsenal thực sự quan tâm đến João Neves dù chưa có bất kỳ một cuộc thảo luận nào với tiền vệ này. Đội chủ Sunny Mendes đã theo dõi Sao Mai 19 tuổi từ tháng 2 và thu thập mọi thông tin có thể về anh. Đội ngũ tuyển trạch viên của Arsenal đã có mặt ở mọi trận đấu mà João Neves thi đấu. Tuy nhiên, hiện tại thì thương vụ này vẫn chưa có gì phát triển. Ký giả người Anh chia sẻ, Arsenal đã theo dõi João Neves từ xa trong một thời gian dài, xem xét dữ liệu và kể từ tháng 2, họ đã có mặt ở trong mọi trận đấu của Neves ra sân. Họ thực sự nghiêm túc với thương vụ này. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về việc Arsenal đang có cuộc đàm phán trực tiếp với cậu ấy. Tôi không nói điều đó không xảy ra, nhưng nếu có, tôi không biết về điều đó và tôi rất nghi ngờ nó đang diễn ra. Về việc theo dõi một cầu thủ, họ đã cố gắng hết mức có thể. Bên cạnh đó, sau khi gia hạn với Benjamin Sesko đến năm 2029, câu lạc bộ Bundesliga đã đưa ra mức giá phá vỡ hợp đồng mới, 75 triệu euro cho tuyển thủ Slovenia. Đôi chân pha lê khả năng ở lại. Theo tìm hiểu của tài khoản FC Die Hard, Thomas Partey có khả năng sẽ được Arsenal giữ lại thêm một mùa giải. Tuy nhiên, nếu thực hiện động thái này, đội chủ Sunny Mendes sẽ phải chấp nhận việc anh rời đi tự do khi hết hợp đồng vào hè năm sau. Partey đã nhận được những sự quan tâm từ Ả Rập Xê Út nhưng anh hiện tại vẫn chưa muốn chuyển sang Trung Đông chơi bóng. Cựu tiền vệ của Atletico Madrid vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Arsenal mùa giải tới và mang về những danh hiệu lớn cho câu lạc bộ,
Điều này đồng nghĩa rằng nếu như có đối tác nào muốn sở hữu Partey thì họ sẽ phải đáp ứng mức giá mà Arsenal yêu cầu, con số rơi vào khoảng 30 triệu bảng. Ở một diễn biến có liên quan, theo trang Football Insider, người đại diện của Thomas Partey đã sang đàm phán về một bản hợp đồng khổng lồ đưa anh đến Saudi Pro League vào mùa hè. Nguồn tin này lần đầu tiết lộ hồi tháng 4 rằng Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho cầu thủ 31 tuổi vào tháng 6 trước khi hợp đồng của Partey đáo hạn vào tháng 6 năm 2025. Arsenal muốn sử dụng số tiền đó để tái đầu tư vào một tiền vệ trẻ trung hơn để đá cặp với Declan Rice. Pháo thủ sẵn lòng chia tay báo chín ngón. Truyền thông Anh đang đồn rằng thủ môn Adam Ramsdale đã nói với huấn luyện viên Mikel Arteta rằng anh không sẵn sàng trải qua một mùa giải nữa từ băng ghế dự bị của Arsenal. Theo chia sẻ từ ký giả Alan Nixon, pháo thủ sẽ không làm khó Ramsdale vì thông cảm với anh, nhưng sẽ yêu cầu đối tác đáp ứng con số 50 triệu bảng thì mới nhả người. Đây có thể là một mức giá khá cao và nhiều khả năng khó có đội bóng nào chấp nhận chi ra để sở hữu Ramsdale. Vì vậy gần như chỉ có hai lựa chọn cho người gác đền sinh năm 1998 vào lúc này. Một là ra đi theo dạng cho mượn để cứu vãn sự nghiệp, hai là tiếp tục ở lại với Emirates và chấp nhận dự bị cho David Raya. Theo trang Daily Canon, bên cạnh Lunin của Real Madrid thì Arsenal cũng đặt thủ môn Diogo Costa vào tầm ngắm nếu như Ramsdale rời câu lạc bộ hè này. Tuy nhiên, đội chủ sân Dragao đang đòi hỏi mức phí chuyển nhượng không hề nhỏ dành cho trụ cột của câu lạc bộ. Hiện điều khoản giải phóng hợp đồng của Diogo Costa rơi vào khoảng 75 triệu euro. Arsenal thương lượng về sát thủ Bắc Âu. Sau khi mua hụt Benjamin Sesko, tờ The Sun tin rằng ban lãnh đạo Arsenal đang dồn toàn bộ tâm trí cho Victor Gyökeres, chân sút đang thuộc biên chế của Sporting Lisbon. Theo đó, pháo thủ đang thương thảo mức giá trong khoảng từ 50 đến 60 triệu bảng. Tuy nhiên, đại diện Bologna không sẵn lòng để trụ cột của mình ra đi với chi phí thấp hơn điều khoản giải phóng hợp đồng là 85 triệu bảng. Tờ The Sun cũng không quên khẳng định Sporting không chịu áp lực phải bán đi Gyökeres trong mùa hè năm nay bởi họ vẫn phải ưu tiên bán một số cầu thủ khác trong đội, bao gồm bộ đôi ở hàng phòng ngự là Ousmane Diomande và Gonzalo Inacio. Bayern có lợi thế sở hữu ngọc quý pháo thủ. Theo nguồn tin từ nhà báo Christian Falk, hai gã khổng lồ nước Đức là Bayern Munich và Dortmund đều muốn sở hữu Chidozie Obi-Martin, sao mai mới nổi từ học viện của Arsenal. Tuy nhiên, ký giả người Đức tin rằng Hùm Xám mới là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua lúc này. Ông nói, đúng là Bayern Munich đang quan tâm đến cầu thủ trẻ Chidozie Obi-Martin của Arsenal. Cậu ấy rất hấp dẫn đối với Bayern Munich. Cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Bayern có lợi thế vì hoàn cảnh ở Đức hơi khác so với ở Anh. Cậu ấy có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi. Bayern sẽ phải trả 400.000 euro cho cậu ấy. Vì vậy, đây là một món hời. Nhưng Bayern Munich không phải là câu lạc bộ duy nhất quan tâm vì cũng có Dortmund đang theo đuổi cậu ấy. Do đó, mọi chuyện đang trở nên thực sự thú vị. Nhưng tôi nghe rằng Bayern Munich có cơ hội để ký hợp đồng với Obi-Martin hơn là Dortmund. Bên cạnh đó, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận mục tiêu của Arsenal là Douglas Luiz chuẩn bị rời khỏi Aston Villa để sang Serie A thi đấu. Ký giả ý bày tỏ, hãy nhấn mạnh điều này, cụm từ Here we go Luiz cập bến Juventus đang đến gần hơn bao giờ hết. Juventus chưa hoàn tất thương vụ nhưng kịch bản Luiz gia nhập đội bóng Italia đang là rất gần. Tối nay, Juventus và Douglas Luiz sẽ đạt được thống nhất những điều khoản cá nhân. Hai câu lạc bộ Juventus và Aston Villa sắp đạt được tiếng nói chung. Luiz và người đại diện Kia Jurabchian đã bật đèn xanh cho Juventus. Hợp đồng đã sẵn sàng, mức lương sẵn sàng, mọi thứ đều ổn giữa Juventus và Luiz. Mục tiêu của pháo thủ báo tin buồn. Tiền đạo Sohu Kidasi của Stuttgart vừa trải qua một trong những mùa giải thăng hóa nhất sự nghiệp khi ghi tới 30 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 30 lần ra sân. Góp công lớn giúp cho đội bóng chủ quản cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bundesliga mùa giải vừa qua. Ngoài ra, bản thân Kidasi cũng trở thành tay săn bàn xuất sắc thứ 2 của Bundesliga mùa trước, chỉ sau Harry Kane của Hùm Xám. Chính phong độ thăng hoa thời gian qua đã giúp cho chân sút 28 tuổi lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó nổi bật của Arsenal và Man United. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới đây trên Sky Sports Germany, đích thân Kidasi đã gạt bỏ viễn cảnh chuyển sang chơi bóng tại ngoại hạng Anh trong tương lai. Thay vào đó, bến đỗ tiềm năng dành cho cầu thủ sinh năm 1996 nhiều khả năng sẽ là Borussia Dortmund, anh bày tỏ. Chắc chắn, Dortmund là câu lạc bộ rất lớn, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa đàm phán chuyên sâu với họ. Tôi vẫn còn không biết tương lai của tôi sẽ ra sao. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.